bao năm dòng dân xếp lang thang, dưới ánh quân tham tàn để quất sai lang. Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sông dân mình, nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình. Đồng bào tuốt gương vùng lên, ra đến ngày trả mối thù chung, diệt phát xít diệt bầy chó đê hèn của chúng, tiến lên nền dân chủ cộng hòa, giành giữ lại áo cơm tự do dưới ánh cờ đỏ ánh vàng sao. Mau 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 vai kề vai, không phân già trẻ trai hay gái, phát xuống gương ta đi lên, ta đi lên, ta diệt quân thù. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam bao năm dòng dân xiết lang thang, dưới ánh quân tham tàn để quất sai lang. Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sông dân mình, nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình. Đồng bào tuốt gương vùng lên, ra đến ngày trả mối thù chung, diệt phát xít diệt bầy chó đê Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị. Công an thị xã Nghi Sơn ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023. Cách mạng tháng 8 năm 1945, biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ huy Tự vệ Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã phối hợp với Ban Chỉ huy Tự vệ Cơ quan Thị ủy tổ chức khai mạc huấn luyện Tự vệ Cơ quan Thị ủy đoàn thể và Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã năm 2023. Tới dự có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Tự vệ Cơ quan Thị ủy đoàn thể và Ủy ban Nhân dân thị xã. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Tự vệ Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã khai mạc huấn luyện. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2023, các đồng chí là Tự vệ Cơ quan Thị ủy, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ được phổ biến những nội dung gồm dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự, một số nội dung về dân quân tự vệ, huấn luyện, điều lệnh đội ngũ, các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, tập, huấn luyện, chiến thuật, tìm hiểu binh khí, quy tắc, bắn súng tiểu liên AK, tập bắn và bắn đạn thật theo quy định.
thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ tự vệ nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, về quốc phòng an ninh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh, vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container theo thông báo số 684-TB-PV01 ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Theo đó, trong đợt ra quân này, lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các tuyến đường thuộc phân cấp thị xã quản lý, trong đó tập trung vào các xe chở công nhân, xe container, xe chở xi măng, chở keo, xe khách, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thị xã như tuyến quốc lộ 1A, tuyến 513. Trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của người điều khiển xe ô tô vận tải hành khách và xe container vận tải hàng hóa là những nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Xử lý phương tiện vận tải cơi nới thành thùng xe quá khổ quá tải, đi sai làn đường, chở quá số người quy định, các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của tài xế và các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Trịnh Văn Giang, Trưởng Công an thị xã, yêu cầu lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, kế hoạch, phương án chỉ đạo của các cấp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, vận tải hàng hóa bằng xe container trên từng tuyến địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và lái xe, tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động, kết hợp tuần tra kiểm soát tại một số điểm để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, làm tốt việc theo dõi, khai thác hệ thống giám sát an ninh để phát hiện các vi phạm. Sau lễ ra quân, lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quân diễu hành qua một số tuyến đường trên địa bàn thị xã, tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người dân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container. Lễ ra quân nhằm tổ chức triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an và thông báo của Công an tỉnh Thanh Hóa, tạo sự chuyển biến rõ nét về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, tuyên truyền tăng cường vận động kết hợp kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, lý luận chính trị, tư tưởng, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn hiện có 5 cán bộ chuyên trách và 10 đồng chí giảng viên kiêm chức là trưởng phó các ban xây dựng đảng của thị ủy. Đồng chí Lê Quang Trung, phó giám đốc trung tâm cho biết, từ năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, đơn vị đã tổ chức quản lý duy trì được 104 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ban đảng, các tổ chức chính trị, xã hội, các chuyên đề về đạo đức cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, các lớp cập nhật kiến thức tôn giáo và chính sách tôn giáo, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, hội nhập quốc tế, học tập nâng cao các chuyên đề chủ nghĩa yêu nước, giáo dục đạo đức cách mạng với gần 7.300 học viên, phối hợp với trường chính trị tỉnh duy trì lớp trung cấp lý luận chính trị với 75 học viên. Xác định nhiệm vụ đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình hoạt động, trung tâm đã tập trung thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp. Trung tâm luôn bám sát theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kết luận số 176 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ đảng viên, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo thị ủy, sự phối hợp chặt chẽ của trường chính trị tỉnh, chủ động làm việc với các phòng ban đoàn thể địa phương có liên quan để thống nhất kế hoạch, chương trình, nội dung, nguồn lực tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến tích cực thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa người dạy và người học,
gắn lý luận với thực tiễn bằng hình thức tổ chức cho học viên các lớp đi thực tế để bổ sung vào bài giảng, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học. Đội ngũ giảng viên từng bước chuyển hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Hiện 100% cán bộ chuyên trách của trung tâm đạt trình độ chuẩn trở lên về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. 10 đồng chí giảng viên kiêm chức đều có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Trung ương, có bề dày thực tiễn, nhiệt tình, tích cực và có phương pháp giảng dạy tốt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm. Các giảng viên thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đồng thời khảo nghiệm lại những vấn đề mang tính thực tiễn, từ đó đúc kết kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giảng dạy. Trung tâm đã chọn cử Phó trưởng khoa Ban dân vận thị ủy, giảng viên kiêm chức Nguyễn Duy Sơn tham gia thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm 1 và đạt loại giỏi. Cùng với xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết yêu nghề, giỏi nghiệp vụ, trung tâm tiếp tục tập trung vào việc thường xuyên đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng rút ngắn thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thảo luận, thực hành đáp ứng xu thế phát triển của xã hội, coi đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo bồi dưỡng. Trung tâm còn coi trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ, giữ vững danh hiệu trung tâm đạt chuẩn. Hoạt động chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi trong các khâu nghiệp vụ. Phương pháp dạy học truyền thống được vận dụng linh hoạt, sáng tạo với phương pháp dạy học tích cực, khai thác tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy như xây dựng giáo án điện tử sinh động, sử dụng hình ảnh, tư liệu, video, clip minh họa. Áp dụng phương pháp đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lấy người học làm trung tâm và phát huy tối đa tính tự giác sáng tạo của từng học viên. Về nội dung của các bài giảng cùng với những kiến thức chung, giảng viên đã lồng ghép nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác trọng tâm toàn khóa vào tiết học, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng học viên. Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm tự luận, đề dạng mở để đánh giá chính xác năng lực tư duy sáng tạo của học viên. Trong quá trình chấm bài thu hoạch, giảng viên thực hiện chấm chéo lẫn nhau, bảo đảm độ chính xác cao. Kết quả học tập toàn khóa được trung tâm thông báo tới từng cơ quan, đơn vị có học viên công tác. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bảo đảm phù hợp, thực tế hơn. Tiếp tục đổi mới tư duy của các chủ thể tham gia đào tạo, bao gồm cả đội ngũ giảng viên và các đối tượng học viên, tăng cường tổ chức cho học viên các lớp đào tạo đi tham quan thực tế tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thị xã, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, áp dụng hiệu quả vào công việc. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Mai Lâm. Trong đợt này, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng, tại 7 tổ dân phố, phường Mai Lâm với các hoạt động, tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức hoạt động thủy vực, vệ sinh hệ thống thoát nước, qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và hiệu quả chiến dịch nhằm làm giảm số ca mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng tại tất cả các khu phố trên địa bàn. Bên cạnh đó còn tổ chức diệt loang quang kết hợp truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết, vận động nhân dân duy trì tổng vệ sinh môi trường và diệt loang quang hàng tuần tại gia đình. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 1945, chớp thời cơ, ngàn năm có một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị, vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, lòng trời, lở đất, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên cho đất nước. Đường lối đại đoàn kết dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, triều đình phong kiến nhà Nguyễn rơi vào khủng hoảng và bất lực, chịu thất bại rồi đi đến đầu hàng, ký hiệp ước Giáp Thân năm 1884, chấp nhận làm tay sai cho giặc. Từ đó, để phục vụ mục đích nô dịch, thuộc địa và bóc lột lâu dài, thực dân Pháp thi hành chính sách, chia để trị, hết sức thâm độc. Nhân dân sống trong cảnh nước mất, nhà tan, cuộc đời lầm than cơ cực. Dù những cuộc đấu tranh anh dũng của bao thế hệ người Việt vẫn liên tục diễn ra, tiêu biểu như phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19, khởi nghĩa nông dân
cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ 20, nhưng đều bị kẻ thù dìm trong biển máu. Một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới sự thất bại đó là phong trào yêu nước chưa phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân do thiếu cơ sở lý luận, thiếu phương tiện và sách lược phù hợp. Trải qua một quá trình tích cực vận động, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng của giai cấp vô sản công nhân, được thành lập. Tháng 10 năm 1930, đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là con đường kết hợp và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đại đoàn kết dân tộc rất đúng đắn, đó là Đảng chủ trương tập hợp được đại bộ phận giai cấp công nhân, làm cho giai cấp công nhân lãnh đạo được quần chúng, phải thu phục được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày, xây dựng liên minh cộng đồng vững chắc, đồng thời phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. Chủ trương đường lối cách mạng khoa học đúng đắn đó là tiền đề quan trọng nhất dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sau khi ra đời, căn cứ vào bối cảnh thế giới, tình hình trong nước ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng tiếp tục có sự chuyển hướng về chỉ đạo chiến lược và sách lược nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, công tác vận động và tổ chức quần chúng có nhiều hình thức đổi mới sáng tạo như việc thành lập Hội Phản Đế Đồng Minh tháng 11 năm 1930 đến tháng 3 năm 1935, Hội Phản Đế Liên Minh tháng 3 năm 1935 đến tháng 10 năm 1936, Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản Đế Đông Dương tháng 10 năm 1936 đến tháng 3 năm 1938, Mặt trận Dân chủ Đông Dương tháng 3 năm 1938 đến tháng 11 năm 1940, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản Đế tháng 11 năm 1940 đến tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Minh từ tháng 5 năm 1941. Qua đó, Đảng đã xây dựng giáo dục được một đội quân chính trị hàng triệu người, sức mạnh đại đoàn kết không ngừng được củng cố tăng cường. Đặc biệt, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941 họp tại Bắc Bó, Cao Bằng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì tiếp tục khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng, quyết định giải quyết vấn đề dân tộc giải phóng trong phạm vi từng nước Đông Dương. Mỗi nước Đông Dương thành lập một mặt trận dân tộc thống nhất riêng. Ở Việt Nam sẽ thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh, gọi tắt Mặt trận Việt Minh, gồm các tổ chức quần chúng, lấy tên Hội Cứu Quốc. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời. Tháng 10 năm 1941, Mặt trận Việt Minh công bố tuyên ngôn, chương trình và điều lệ, khẳng định chủ trương liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp Nhật, giành quyền độc lập cho xứ sở. Sau khi thành lập, Mặt trận Việt Minh triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển cả về tổ chức và lực lượng, hình thành hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Đến giữa năm 1945, Việt Minh đã có khoảng 5 triệu hội viên. Đến đây, khối đại đoàn kết được mở rộng, từng bước phát triển lên mức cao nhất, sẵn sàng phát huy sức mạnh vĩ đại vùng lên giành chính quyền khi thời cơ chín muồi. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi. Đầu năm 1945, cục diện chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến giai đoạn kết thúc. Chủ nghĩa phát xít đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong tình thế khó khăn, phát xít Nhật tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 để độc chiếm Đông Dương. Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng tại Đình Bảng, Bắc Ninh, ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, xác định rõ kẻ thù cụ thể trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật. Hội nghị quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Phong trào đấu tranh vũ trang
và các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp diễn ra ở nhiều địa phương, đẩy quân Nhật và chính quyền tay sai rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, chính phủ Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng các nước đồng minh không điều kiện. Tin tức đầu hàng nhanh chóng lan đi khắp các mặt trận. Quân đội Nhật chiếm đóng ở Đông Dương bị tê liệt, mất tinh thần chiến đấu. Chính phủ tay sai, bù nhìn, hoang mang cực độ. Không khí cách mạng sôi sục trong cả nước. Theo sự thỏa thuận của các nước đồng minh thắng trận, quân đội Tưởng Giới Thạch Trung Hoa Dân Quốc sẽ tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân đội Anh Pháp sẽ tiến vào miền Nam Việt Nam, lấy vĩ tuyến 16 phân chia, làm nhiệm vụ giải pháp quân đội Nhật. Nhưng thực chất đều muốn thực hiện ý định tiêu diệt lực lượng cách mạng và Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập chính quyền tay sai phục vụ mưu đồ cai trị. Trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình, Đảng triệu tập hội nghị toàn quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, nhận định thời cơ đã đến, quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân đồng minh vào. Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc để kịp thời chỉ đạo thống nhất phong trào khởi nghĩa các địa phương. Ngay sau đó, Đại hội Quốc dân cũng họp ở Tân Trào ngày 16 tháng 8 năm 1945, bao gồm đại biểu của ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, đại diện cho các giới, các đoàn thể, các dân tộc, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Đại hội nhất trí tán thành quyết định tổng khởi nghĩa bầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu thông qua một số chính sách quan trọng của mặt trận Việt Minh. Hưởng ứng lệnh tổng khởi nghĩa, nhân dân cả nước với khí thế sôi sục đồng loạt nổi dậy giành chính quyền. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, Thừa Thiên Huế giành được chính quyền. Ngày 25 tháng 8, nhân dân Sài Gòn Gia Định giành được chính quyền. Sức mạnh vùng dậy long trời lở đất của hàng triệu quần chúng tạo nên một ưu thế áp đảo, giáng đòn quyết định vào tất cả cơ quan đầu não của chính quyền bù nhìn, làm tê liệt mọi kháng cự của thế lực thù địch, khiến chúng không kịp trở tay. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8 đã thành công rực rỡ trong cả nước vào ngày 28 tháng 8 năm 1945. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn, tuyên bố thoái vị, trao ấn vàng, kiếm nạm ngọc lại cho đại diện Việt Minh. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chính quyền cả nước thuộc về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong giờ phút thiêng liêng trọng đại ấy, người tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố nền tảng để bảo vệ thành quả cách mạng vĩ đại vừa giành được. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thực sự là biểu tượng cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Sức mạnh đó trước hết bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước nồng nàn của mỗi con dân đất Việt. Được bồi dưỡng trao truyền qua hàng ngàn năm lịch sử, tiếp tục được nhân lên và phát huy cao độ bởi đường lối cách mạng khoa học đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Trên cơ sở thắng lợi vĩ đại vừa giành được, Đảng kịp thời đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, toàn dân. Nội dung cụ thể là đánh giá đúng và biết tập hợp tổ chức lực lượng các giai cấp cách mạng, trong đó lấy liên minh công nông làm nền tảng. Trên cơ sở đó, biết khơi dậy tinh thần dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, tập hợp mọi lực lượng yêu nước tiến bộ trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù, chớp thời cơ tiến lên đánh bại chúng. Bài học kinh nghiệm này được Đảng chất lọc vận dụng sáng tạo vào chặng đường cách mạng tiếp theo. Gần 80 năm đã trôi qua, song cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa vụ mùa trên địa bàn thị xã đang ở giai đoạn làm đồng chỗ. Đây là thời điểm quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ cao, nắng mưa xen kẽ và cũng là thời điểm thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như sâu cuốn lá nhỏ, các loại dày, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Để đảm bảo năng suất sản lượng cây trồng vụ mùa năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã có văn bản số 3597 ngày 3 tháng 8 năm 2023 về việc tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa vụ mùa năm 2023. Căn cứ vào tình hình sâu bệnh trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn người dân công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ thu mùa như sau. 1. Ủy ban Nhân dân các xã phường phân công cán bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng thôn và các hộ sản xuất tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm bắt tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng, theo dõi sự phát sinh mật độ sâu bệnh gây hại, tập trung chỉ đạo hướng dẫn phòng trừ các đối tượng gây hại của từng địa phương kịp thời. Trong giai đoạn này cần tập trung vào các đối tượng sau. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, dự báo sâu non lứa 6 sẽ nở rộ thời điểm từ 10 đến 15 tháng 8 năm 2023 và sẽ gây trắng lá đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng nếu không chủ động phòng trừ. Những diện tích lúa giai đoạn làm đồng nếu mật độ sâu non trên 20 con trên 1 mét vuông phải tổ chức phòng trừ khi sâu non tuổi 1 đến 3 bằng một số loại thuốc như Kaizo 5WG rồng đỏ, Raiten 5WG sắc thù Hà Lan, Amaben 20EC, Clever 300WG, Atat 5EC, Dilan 2EC. Đối với sâu đục thân lứa 5 sẽ xuất hiện và gây hại cùng thời điểm sâu cuốn lá lứa 6. Dự kiến sâu non sẽ nở vào 12 đến 16 tháng 8 năm 2023. Do đó, để hạn chế số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, có thể sử dụng các loại thuốc như Vitaco 40WG, Padan 95FP, Prevatan 5SC để phòng trừ sâu đục thân và cả sâu cuốn lá. Đối với dày nâu, dày đứng trắng, hiện mật độ dày trên đồng ruộng xuất hiện với mật độ thấp, nguy cơ dày tích lũy mật độ và gây hại nặng, đặc biệt ở những diện tích đã xuất hiện dày ở vụ xuân, những diện tích lúa. Vì vậy, cần bám sát đồng ruộng, theo dõi sát tình hình để chủ động quản lý. Khi mật độ dày từ 750 con trên 1 mét vuông trở lên, phòng trừ bằng những loại thuốc như Bassa 50EC, Astada, Midan 10WP, Nomida 10WP, Jet 50WG, Victory 585EC. Nếu mật độ quá cao, phun nhắc lại 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 4 đến 6 ngày. Phun vào chiều mát khô ráo. Khi phun, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc vào thân, bẹ lúa nơi dày. Đối với bệnh khô vằn, sau điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, độ ẩm những ngày qua cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh khô vằn gây hại, đặc biệt là ở những diện tích bón phân không cân đối. Để nhận biết vết bệnh khô vằn, cần rẽ khóm lúa, thấy xuất hiện những đốm vằn xa hổ, dạng vết dầu loang lổ, màu xám trắng ở bẹ lá, gần gốc lúa. Nếu xuất hiện vết bệnh, cần hướng dẫn bà con phòng trừ bằng một số loại thuốc như Anvil 5SC, Hep 400SC, Namoto 100SC, Chevy 5SC. Khi phun, cần phun vào lúc chiều mát, khô ráo, hạ thấp vòi bơm để thuốc tiếp xúc vào thân, bẹ lá nơi bệnh gây hại. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ có ảnh hưởng của bão, thuận lợi cho bệnh phát triển. Vết bệnh xuất hiện ở mép lá, lá lúa bị khô ở mép lá và chạy dọc mép lá từ đầu chóp lá chạy xuống. Bệnh nặng khiến cho lá lúa bị cháy khô, đặc biệt là giai đoạn này là giai đoạn làm đồng. Lá đồng bị cháy khiến cho lúa bị hạt lép đừng. Tỷ lệ đen hạt cao làm giảm năng suất nghiêm trọng. Phòng trừ sớm khi vết bệnh mới xuất hiện bằng một số loại như thuốc Staner 200WP, Santhomit 20WP, Casumil. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần thực hiện nghiêm theo nguyên tắc 4 đúng, đúng lúc, đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng, nồng độ. Phải sử dụng bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang trong quá trình sử dụng. Giám đốc đã ký Nguyễn Xuân Tĩnh. Chồng ơi, vợ tìm thấy rồi. Ôi, tìm được chỗ học tiếng Anh cho con rồi à, vợ ơi. Đúng thế, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, tổ chức Anh ngữ uy tín tại Việt Nam với 100% giáo viên là người nước ngoài nhé. Ocean Edu, nghe quen lắm vợ ạ. Ocean Edu có mặt tại Việt Nam gần 17 năm rồi, với hơn 150 chi nhánh đào tạo trên cả nước. Trung tâm có chương trình đào tạo cho nhiều lứa tuổi từ 4 đến 16 tuổi đấy. Vậy là nhà mình yên tâm phần nào rồi.
Bây giờ nhiều trường đại học top đầu xét tuyển thẳng nhờ chứng chỉ IELTS lắm đấy. Chưa hết nhá, Ocean Edu còn cam kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge và IELTS. Các con sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và tư vấn lộ được trình đấy. Học tập phù hợp. Cùng với đó, Ocean Edu còn cung cấp các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, giúp các con có thể học tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đăng ký học tại Ocean Edu còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị và rất nhiều phần quà hấp dẫn lắm đó chồng ơi. Ôi tuyệt quá, em đăng ký ngay cho con đi. Học tiếng Anh không khó. Đã có Ocean Edu. Làm chủ tiếng Anh, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 1900 6494 và website ocean.edu.vn để được tư vấn. Ocean Edu, thắp sáng tiềm năng của bạn. Này, bà xem cái gì mà mê mẩn vậy? Cho bà xem là mê ngay. Miễn phí ship qua Shopee Day. Mua gì cũng được free ship hết day. Miễn phí ship qua Shopee Day. Mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Miễn phí bật tiếng qua Shopee. Miễn phí ship qua Shopee. Mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Mua hàng miễn hết phí ship qua Shopee. Wow, giai điệu bắt tai quá nhỉ? Nhất là cái câu miễn phí ship có Shopee đây, mua gì cũng miễn phí ship đây nha. Đấy bà xem, Shopee mua gì cũng miễn phí ship như này thì bảo sao tôi không mê. Chuẩn đấy, từ lúc nghe là tôi đã bị cuốn vào giai điệu luôn. Nên tôi nghĩ ai mà nghe được giai điệu này cũng phải có duyên lắm đấy bà. Tất nhiên rồi, vì Shopee sẽ tặng cho tất cả những ai đang nghe thấy bài hát này một voucher giảm ngay 50%, tối đa 30k. Chỉ cần nhập loa T8, nhớ là loa T8. Chà chà, vậy là mua thả ga tha hồ miễn phí ship mà còn được kiểm tra hàng trước khi nhận nữa chứ. Đúng thì nhận, sai thì trả ngay tại chỗ, nên rất yên tâm khi mua Shopee nhá. Chuẩn, Shopee thôi, nhớ nhập loa T8 để được giảm 30.000 nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.